Em xin kính chào thầy Diêm Trung Hiếu và toàn thể cô chú và các anh chị em đang có mặt trong group Con Đường Tự Do Tài Chính. Em xin được kỷ thiệu, em tên là Thẳng, Phan Văn Thẳng. Em sinh năm 1988, quê em ở vùng miền Kiên Giang. Và em tốt nghiệp Đại học Cần Thơ chuyên ngành bác sĩ thú y và ra trường năm 2012. Thì ra trường từ năm 2012 đến 2014 thì em làm cho công ty cổ phần chăn nuôi CP. Từ năm 2014 đến 2016 thì em làm cho công ty trách nhiệm hữu hạn Cario. Từ năm tháng 9 năm 2016 cho đến nay thì em về nhà và em mở tiệm kinh doanh nhỏ thức ăn gia súc và thuốc thú y. Khi mà về nhà thì em có một cái mơ ước là mình phải tự do tài chính, cho nên em đã lên mạng tìm tòi học hỏi cái cách tự do tài chính. Nhưng lúc đó thì nó còn mơ hồ và mông lung không biết như thế nào, cho nên em đã đăng ký có học cái khóa học kiếm tiền bằng Clickbank và lập trình Android, rồi làm blog, thiết kế web bằng thiết kế website bằng WordPress. Rồi nhưng mà thiết kế website bằng WordPress thì cái đó là phần miễn phí, là nó dùng những hosting miễn phí, rồi những cái domain miễn phí. Nói chung là chỉ làm được sơ sài thôi, chứ không phải là website để bán hàng như người ta. Thì đến tháng 6 năm 2017 á, thì em có dịp biết được thầy Dương Trung Hiếu qua những cái khóa học dạy làm kiếm tiền trên YouTube và học về Photoshop. Từ năm 2016, tháng 9 năm 2017, tháng 7 năm 2017 cho đến nay thì cái con đường kiếm tiền của em nó